Thưa quý vị, là nơi có quần thể di tích văn hóa núi Sam, đặc biệt là lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu bà chúa xứ núi Sam nổi tiếng cả nước. Thành phố Châu Đốc luôn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về hành hương, đặc biệt là trong những ngày đầu xuân kéo dài đến những ngày diễn ra lễ chính. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự cho các hoạt động lễ hội đầu năm diễn ra an toàn, Công an thành phố Châu Đốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Và một điểm mới trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu du lịch tâm linh miếu bà chúa xứ núi Sam năm nay phải kể đến mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm. Những năm trước đây, vào những ngày lễ hội đầu năm trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách du lịch cũng như các đối tượng hoạt động lừa đảo bán các loại thuốc đông tây y không rõ nguồn gốc trên xe khách diễn biến vô cùng phức tạp. Chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng với thiết kế nhỏ gọn, nội dung độc đáo, mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm của Công an thành phố Châu Đốc bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là khắc phục được tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám khách du lịch, ăn xin, cò mồi bán nhang đèn, chim phóng sanh tại các khu vực miếu bà chúa xứ núi Sam. Thì thông qua cái mô hình thì chúng ta thấy là du khách có thể dễ dàng nhận biết được cái phương thức thủ đoạn của các loại đối tượng mà thường xuyên sử dụng để hoạt động phạm tội trên địa bàn. Thì ngoài ra thì cái quyển cẩm nang nó còn mang cái ý nghĩa là làm một vật kỷ niệm khi mà du khách về đến nhà thì nhớ đến cái thành phố Châu Đốc là một điểm du lịch an toàn, thân thiện với du khách. Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt, nét độc đáo của tờ cẩm nang 704 nên này là những lời nhắc nhở người dân cảnh giác với các đối tượng lừa đảo, chèo kéo khách hay lừa gạt mê tín dị đoan, được viết bằng những câu thơ rất dễ dởm, dễ nhớ, từ đó đã khơi gợi sự tò mò và thích thú cho người dân. Ngoài ra, bên trong cẩm nang còn có các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an thành phố Châu Đốc để khi có các thông tin cần phản ánh, người dân có thể nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Nãy đi đường có anh công an á, phát cái tờ rơi và mấy anh nói là thí dụ bà con mình đi trên đường mà có sự cố gì đó là liên hệ với số này là mấy anh sẽ tiếp ứng và tiếp ứng cho mình giữ gìn an ninh trật tự và đi đường rất là an toàn. Có cờ cẩm nang này là rất là hay, khi mà nhờ xin xe mà có chuyện xui rủi hay là có khách bị lừa đảo gì là có điện đến mấy anh đến trực tiếp hỗ trợ để tránh gây nên mất an ninh trật tự cho địa phương cũng như là cho tài xế xe là gây bức xúc một thời gian dài. Là cũng cảm ơn các địa phương, các cơ quan địa phương, lực lượng công an của địa phương của thành phố Châu Đốc. Các quyển cẩm nang và áp phích tuyên truyền sẽ được Công an thành phố Châu Đốc phối hợp cùng ban quản lý khu du lịch, ban quản trị lăng miếu, thành đoàn thành phố, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và các cơ sở kinh doanh trong khu du lịch quốc gia núi Sam phát cho du khách và nhân dân trên địa bàn thành phố. Phải nói là cái này nó một cái mô hình dân vận mới rất khéo, hợp lòng dân, hợp tình hình thực tế. Cái chất lượng hiệu quả cái cẩm nang này đem lại là hồi khi mở cửa đầu năm 2022 tới bây giờ trên 1 triệu lượt khách, nhưng cái vụ việc phát sinh các loại tội phạm tệ nạn xã hội thì hầu như không đáng kể. Như một kênh kết nối giữa lực lượng công an và nhân dân, mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban giám đốc Đảng ủy Công an tỉnh, chúng tôi ghi nhận đánh giá cao ở cách làm, biện pháp và hiệu quả mang lại của mô hình của Công an thành phố Châu Đốc tổ chức ở phường núi Sam, thành phố Châu Đốc. Qua cái mô hình này chúng tôi thấy rằng là giúp cho là phát triển du lịch tâm linh ở địa bàn tỉnh An Giang, cũng như là giúp cho các cái cơ sở thờ tự trong tỉnh nghiên cứu học tập để mà nhân rộng cái mô hình ở các cơ sở thờ tự khác trong địa bàn tỉnh An Giang. Không còn những cảnh chèo kéo khách, cò mồi hay các loại tệ nạn xã hội, mà thời gian qua đồng lại trong lòng du khách là một hình ảnh đẹp về một thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang văn minh, mến khách. Với những tín hiệu tích cực ban đầu, tin chắc rằng thời gian tới, cẩm nang 704 nền sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả của mình, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.